chúng ta đang đứng đâu trong ngày thống nhất đất nước. Tôi không muốn gọi sự kiện lịch sử 30 tháng 4 là ngày chiến thắng, mà chỉ muốn gọi là ngày thống nhất. Non sông nối liền một dải, các gia đình có thể đoàn tụ với nhau, cùng là dân tộc Việt Nam thì không có kẻ thắng, người thua, mà chỉ là chúng ta đã và đang cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn, đau khổ và chia rẽ. Trong lịch sử, nước ta đã nhiều lần bị xâm lược và đô hộ, 1.000 năm Bắc thuộc, 100 năm Pháp thuộc, 20 năm Mỹ đô hộ ở miền Nam. Mỗi lần chiến tranh là nỗi đau về chia cắt, phân ly lại hiện về. Nó như một lưỡi dao sắc cứa ngang qua con tim người Việt, mang lại khổ đau và mất mát cho muôn triệu kiếp người. Vì thế, cái khát vọng được thống nhất, hòa bình luôn thổn thức và cháy bỏng trong tim mỗi con dân đất Việt. Ngày thống nhất đất nước năm 1975, sông Bến Hải là sự chia cắt sau cùng và cũng đau đớn tột cùng đã được nối liền. Dòng sông đã chảy trở lại như bao dòng máu con dân đất Việt đã hòa chung một nhịp. Tưởng rằng khi sự ngăn cách sau cùng về chiến tuyến bị dỡ bỏ, thì những sự ngăn cách khác đều bị thoái lui và không gì ngăn cản nổi. Ấy vậy mà, nó lại khởi đầu cho sự chia cắt trong lòng chính đồng bào của mình. Giải thích về điều này, nhà báo Trần Mai Hạnh, một người bước ra từ chiến tranh đã khẳng định, người Việt Nam không có ai muốn cầm súng cả. Nhưng cái cao hơn tất cả là độc lập tự do của một dân tộc, quyền tự do của một con người, thống nhất của cả nước. Đó là điều thiêng liêng nhất. Người ta không thể đi làm nô lệ được mà phải chiến đấu đến cùng để thống nhất đất nước. Tôi có thể hiểu được cảm giác của một số đồng bào miền Nam của mình lúc đó. Họ không thể có sự lựa chọn nào khác, theo hoặc chết. Cái chết trong chiến tranh không đáng sợ, nhưng sau đó là cả một gia đình, người mẹ già, đã có thơ. Cũng có thể, đối với một số đồng bào ta lúc ấy, cái bánh vẽ mà chính quyền Mỹ đưa ra rất lớn và do sống lâu trong sự bảo hộ nên tư tưởng có thể bị thay đổi. Nhưng dù lựa chọn thế nào, thì cái giá đánh đổi cũng không phải nhỏ. Đó chính là phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của những người bảo hộ cho mình. Sự thật phũ phàng ấy đã được ông Nguyễn Cao Kỳ, Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa chua chát khẳng định. Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê. Tôi khâm phục ông Nguyễn Cao Kỳ đã vượt qua được định kiến trong lòng, đối mặt với sự tẩy chay của cộng đồng Cali để nói về sự thật mà không phải ai cũng can đảm đối diện. Với âm mưu thâm độc của kẻ chuyên xâm lược lúc bấy giờ, chính quyền Mỹ nhồi nhét vào tư tưởng của họ những định kiến không thể phá vỡ về chính sách sai lầm của các lực lượng chính phủ cách mạng lâm thời. Trong khi đó, vì dồn toàn lực đấu tranh, vấn đề hòa hợp dân tộc lúc bấy giờ vẫn chưa được thực hiện có hiệu quả. Đó là lý do vì sao sau 12 năm bản chất của cuộc chiến được phơi bày từ chính người trong cuộc, 42 năm ngày thống nhất đất nước. Thế nhưng, một số đồng bào mình vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh năm xưa. Tôi biết, còn rất nhiều đồng bào mình vẫn khắc khoải khôn nguôi, giằn xé giữa việc ở và về mỗi khi nhớ quê hương. Mặc dù chưa vượt qua định kiến để trở về, nhưng họ vẫn theo dõi từng ngày những bước đi của đất nước. Họ phẫn nộ với những bức xúc của xã hội, sự tha hóa, vấn nạn tham nhũng trong một số cán bộ nhà nước. Những hiện thực đó không thể chối cãi, nhưng nếu dựa vào đó để đánh giá là thành quả của một đất nước, sự cố gắng của cả một dân tộc là sai lầm. Đau xót hơn, những đối tượng phản động lại luôn dựa vào những vấn nạn này để kích động đồng bào ta. Máu thịt của ta ngày càng xa rời đất mẹ. Vì mục tiêu cá nhân, bọn chúng không cho phép những vết thương lòng được lên da non và khép miệng mà luôn chọc vào để nó chảy máu đầm đìa. Chính vì thế, tôi đã nghe chính đồng bào mình chửi rủa trong sự thống khổ, không tìm ra lối thoát trong 42 năm thù hận. Tôi thấy những năm qua, chúng ta đã có hàng loạt những chính sách lớn để tha thiết kêu gọi kiều bào trở về thăm và xây dựng quê hương, từ nghị quyết 36 về Việt Kiều, quyết định dân sự hóa nghĩa trang Biên Hòa, luật quốc tịch năm 2008 và mới đây nhất là công hàm thỏa thuận về các thị thực giữa hai chính phủ Việt-Mỹ theo đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tuy nhiên, tôi thấy vẫn còn nhiều hạn chế để có thể kêu gọi đồng bào ta toàn tâm trở về. Đó là nhiều chính sách rất tốt, nhưng về mặt triển khai chưa hiệu quả, quá trình thực thi còn nhiều vấn đề, rào cản lớn nhất vẫn chủ yếu là con người, đó là từ vấn đề thủ tục hành chính. Còn một vấn đề nữa,
là sự chia rẽ còn tồn tại và phát triển mạnh mẽ ở các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu không có tư tưởng vững chắc, sẽ bị cuốn theo những cách nhìn phiến diện, một chiều khi nhìn về ngày lịch sử này. Tôi vẫn thấy trên mạng xã hội nhan nhản những định kiến về ngụy quân, ngụy quyền, thế lực thù địch Việt Nam Cộng Hòa. Họ tính toán, công tội với nhau. Người thì hăng say nói về chiến thắng, kẻ thì coi đó là sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn quên mất rằng thống nhất là lợi ích chung của cả dân tộc, và người được hưởng lợi hay chịu những tổn thương cuối cùng chung quy lại chính là đồng bào của mình. Những biến cố về mặt lịch sử là điều không thể thay đổi, nhưng chúng ta có quyền quyết định tâm thế khi đón nhận đó. Tôi ước gì trong những ngày này đọc được các thông tin về việc chúng ta đã vươn lên ra sao, lớn mạnh thế nào, vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc đã giải quyết tới đâu và chúng ta đã làm gì để giang tay đón máu thịt của mình trở về. Tôi muốn biết các bạn trẻ nghĩ gì về ngày này và cả quan điểm của kiều bào ta sau 42 năm ngày thống nhất. Đó là cách chúng ta thể hiện mình đã làm gì để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của những người anh hùng dân tộc. Sự hòa giải là mục tiêu tất yếu của một dân tộc. Một dân tộc không thể nào mạnh, không thể nào phát triển được nếu dân tộc đó chia rẽ và căm thù lẫn nhau. Thế nhưng, muốn thực sự hòa giải thì phải thay đổi rất nhiều, từ việc quy tụ lòng dân của đảng và từ những người đứng đầu nhà nước và cả từ những nhận thức đúng đắn của thế hệ trẻ đang gánh trên vai trọng trách của đất nước. Ngày 30 tháng 4 là một sự kiện lịch sử đã qua và có thể vùi lấp sau lớp bụi thời gian. Điều vĩnh viễn trường tồn là những bài học về sức mạnh, đại đoàn kết dân tộc. Còn chúng ta đang đứng ở đâu để đối diện với ngày thống nhất này?